Chuyện chị Hương thì xong rồi nhá. Chuyện chị Hương xong rồi. Đấy tức là nếu mà quay đầu là bờ, bất kể trước đây làm cái gì, nhưng bây giờ thành tâm quay đầu là bờ. Hay là không thành tâm cũng được, chỉ cần đừng đánh phá. Tất cả những cái video xấu xí, láo tét này kia, phản động trước đây xóa, mình không truy cứu trách nhiệm, được không? Và bây giờ tôi vẫn nói rằng là, tức là họ trở thành không làm nhà cách mạng nữa mà làm một nhà YouTuber, cứ ngồi làm video kiếm tiền, thế là được. Thu nhập cao thì thôi, việc gì mà phải đi làm dân chủ quậy nữa, đúng không cả nhà? Đấy. Tại vì có người họ dùng tân dân chủ rồi, đâm ra bây giờ mình chẳng thích dùng nữa, mình lại gọi tân là dân chủ quậy. Nhưng nói dân chủ quậy, nhiều người người ta lại bảo không, tôi thật, tôi không quậy đâu. Thôi cứ gọi tân dân chủ đi, tôn trọng đối thủ mới là tự trọng. Thì quay lại cái câu chuyện VOV. Khi mà VOV lên hai bài báo và bị tấn công ngày hôm trước rồi sang ngày hôm sau này, rồi có mấy tờ báo nữa đăng bài, thì những cái bài kia về sau họ đăng đồng loạt, và họ cũng có kinh nghiệm hơn nên họ viết khéo hơn. Thì hoặc là có thể là những người tấn công là cũng nhằm mục đích rồi. Có rất nhiều các bạn là viết những cái bài ở trên Facebook ấy, viết những người ủng hộ Seo Phương Hằng, chửi bới những cái nhà báo, và nói chung là nghe tôi giật mình. Khi đấy tôi mới bắt đầu để ý, trước đấy thì tôi không để ý đâu. Trước đấy nó cũng giống như các cái loại chuyện khác thôi, người nọ cãi người kia, ai cãi chả bảo mình đúng. Mình không phải là quan tòa để phán đúng sai, mình không phải cơ quan điều tra để mà tìm ra chứng cứ, tư liệu, cho nên mình không để ý đâu. Nhưng đến khi mà VOV bị tấn công bằng cách nhấn một sao, thì Hải Yến cho rằng là rất đông chúng ta đang rơi vào cái thế trận của Bình Thuận, của Bình Dương. Nhấn cái nút một sao đấy nó rất là quan trọng, mà các bạn lại không nghĩ. Bởi sao? Cái nút một sao ấy ấn ở trên cái trang của VOV, mà VOV là một cái kênh của nhà nước. Nó là một cái kênh của nhà nước. Ví dụ bạn đánh phá tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ là tư nhân thôi, bạn ghét tôi, bạn đánh phá tôi, cho dù tôi có gọi là tự tôi thấy rằng là tôi đúng đắn, tôi trong sáng, tôi trung thực, tôi tử tế, nhưng bạn vẫn thấy rằng là tôi không hợp ý bạn, bạn vẫn đánh tôi được. Bạn nhấn một sao rồi bạn báo cáo rồi bạn này kia các kiểu các loại, nôm là như thế. Yếu thì tôi chết, mạnh thì tôi sống. Chuyện này xảy ra trên mạng không thiếu, rất bình thường. Nhưng VOV là một cơ quan nhà nước, và tôi cảm thấy rất là phiền lòng với câu chuyện này. Tôi biết rằng là đây là một cuộc diễn tập, đây là một cuộc diễn tập, và câu chuyện này nằm ngoài cái tư duy của những người đang trên sân khấu. Câu chuyện này nằm ngoài tư duy, họ không hề biết rằng là cái vụ việc nó được dẫn dắt đi đến cái đấy. Và khi đấy thì tôi cũng có rất là nhiều những cái ý kiến với bạn bè của mình. Bởi vì nếu mà anh muốn phá một cá nhân hay là một cái nhóm hội gì đó, đó là chuyện thoải mái. Nhưng mà khi mà anh đã vào cơ quan nhà nước thì phải cân nhắc rất là kỹ. Ngoài cái việc phá một cái cơ quan truyền thông để cho người ta không nói được, tức là tấn công vào cái bộ alo đi, nói thế hôm nay, đánh vào alo để người ta không nói được, thì cái này nó cũng thực sự ấy, nói thật với các bạn, người ta khắc phục không bao lâu. Nhà nước mình bây giờ cũng giỏi lắm, có thằng phá thì có thằng chữa, có thuốc độc có thuốc giải, và an ninh thì người ta tìm ra đơn giản, nhanh gọn lắm, rất nhanh rất gọn, và mình không bao giờ đấu lại được với an ninh đâu. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đấy, mà vấn đề là chúng ta đang bị lợi dụng, đang bị một cái thằng nào đấy điều khiển Bình Dương, Bình Thuận đấy, nó đang dẫn dắt cái câu chuyện này. Và tôi lo lắng là ở chỗ đấy, cái chỗ mà cơ quan nhà nước bị tấn công. Khi mà Bình Dương thì các bạn thấy chỉ là những khu công nghiệp thôi, tới Bình Thuận
chơi luôn cơ quan nhà nước, mà vào luôn chuyên chính nhá, vào luôn công cụ nhá, vào hẳn cảnh sát luôn. Phòng cháy chữa cháy là cảnh sát đấy. Cho nên thấy rằng là càng lúc càng nham hiểm, càng lúc càng gọi là gì nhỉ? Kiểu nó kích động mình lên, lên cái độ gọi là trái tim ấy, trái tim lầm chỗ để trên đầu. Chốt lại vẫn là trái tim lầm chỗ để trên đầu. Lúc ấy ức quá, bức quá, không thể chịu được. Đến ngày hôm nay, đến bây giờ, bao nhiêu người thấy rằng mình là sai lầm? Có ai thấy không? Tôi chắc là có. Khán giả của mình thì chắc là không. Chị Yến quá nhân từ, phải gọi đúng là bọn ba que sò lá chị ạ. Chúng nó suốt ngày chửi về Việt Nam. Bao giờ nó không, bao giờ mà họ không chửi mình nữa thì mình mới là thắng, mới là thắng lợi. Mà không, không chửi nữa thì chỉ là khi họ thấy họ với mình là một, mình với họ là một, thật sự là anh em, thì nó sẽ khác. Cho nên lấy oán mà báo oán thì oán oán không bao giờ hết, mà lấy ân báo oán thì oán sẽ thành ân. Thì nghe nó cũng hơi, thứ nhất là hơi cải lương, thứ nhì là hơi gọi là hơi hay mềm yếu ấy. Nhưng mà thực sự là trong cái điều kiện hoàn cảnh của đất nước mình bây giờ thì nên như thế. Bởi vì chúng ta chiến đấu, đấu tranh để có hòa bình, hòa bình để phát triển. Thế bây giờ đang hòa bình mà lại không yêu nhau để phát triển, thế là mình sai rồi. Nhân Thành Nguyễn này, vụ Bình Thuận ngồi nói chuyện với anh bạn là công an, làm bên bộ công an phía Nam. Cháu có bảo anh xử lý như thế chán quá, cái nào cần mạnh tay thì phải mạnh tay chứ. Bảo họ đi học đi. Cái này ấy, cái mà mạnh tay ấy, nhiều khi ấy, không biết thế nào là đủ mạnh đâu. Với một đứa trẻ con ấy mà nó chả biết cái gì, nó có lăn ra nó ăn vạ, mình tát nó một cái mạnh quá, có khi là nó bị tai biến ấy. Có khi nó bị tai biến mà nó là con mình mà, chứ không phải là kẻ thù của mình đâu. Tóm lại đều là đồng bào mình tất. Cho nên nếu như mà họ đi sai đường, bảo không được thì cũng phải, ví dụ như là phải học tập, hay là quá nguy hiểm thì phải cách ly với xã hội. Nhưng mà đấy vẫn không phải là kẻ thù của mình. Đấy vẫn không phải là kẻ thù của mình. Còn nước còn tát, các cụ bảo thế mà. Cho nên hãy tạo cho họ một cái công ăn việc làm, nhàn cư vi bất thiện. Có một cái điều rất là chung, có một cái điều rất là chung ở các nhà tân dân chủ. Các bạn có thể liệt kê lại tên tuổi của họ để tìm hiểu về sự nghiệp của họ. Thì có một cái điều chung ấy, không bất mãn. Không bất mãn thì cũng vô công rồi nghề. Đấy, cho nên là nó cũng là khó. Bởi vì nếu mà người ta, những người mà đủ ăn đủ tiêu, công việc tốt ổn định mà lại phá quấy ấy, thì đấy là do, lại do cái đầu mất rồi. Tôi có quen một người tân dân chủ, nhưng bây giờ bỏ rồi, bây giờ về dân chủ xịn rồi, không tân dân chủ nữa. Đang là một trưởng phòng của nhà nước hẳn hoi nhá. Nhà là gia đình cách mạng, mẹ là cái gì đấy mà kiểu như là phường những cái ngày nọ ngày kia ấy, là phải gì đấy, tức là một gia đình rất là cơ bản. Bản thân thì là một trưởng phòng. Tôi không biết là ông này đảng viên chưa nhỉ, trưởng phòng. Thế mà cũng vì cái Biển Đông ấy, rồi đi theo, rồi đi biểu tình, rồi xong rồi cuối cùng biểu tình thì các bạn biết rồi, cứ cái gì cũng thế. Quá thì đấy, như Hải Yến nói rằng mít ăn ngon như thế mà để quá chút là cay, mà quá chút nữa là vứt. Thì cái gì cũng vậy, biểu tình cũng thế. Đầu tiên chống Trung Quốc, chống thì đứng ở trong nhà mình thì chứ có ra được ngoài biển mà chống đâu. Thế rồi đi thì lại chống Trung Quốc mà đốt, đập phá khu công nghiệp, đập phá khu công nghiệp mà gọi là chống. Thế rồi đốt chỗ nọ, đập chỗ kia, đánh người, thế mà là chống Trung Quốc. Đấy có phải Trung Quốc đâu, nhà cửa của mình mà, khu công nghiệp cũng của mình mà. Thế là quả mít chín quá phải vứt đi rồi. Thế thì cái ông bạn, cái ông mà tôi biết ấy cũng thế, trưởng phòng nhá, cả nhà trưởng phòng. Thế mà đầu tiên thì biểu tình là chống Trung Quốc, là đà đảo đà đảo.
xong rồi dần 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 đến là dần dần là đến là hèn với giặc, là hèn với giặc ác với dân. Xong rồi từ đả đảo thằng Trung Quốc sang đả đảo ông bố nhà mình, tức là đốt nhà nhà mình đấy, tự đốt nhà nhà mình. Thế ở cơ quan thì người ta không chứa nữa, người ta không chứa nữa. Các bạn không biết chứ, những cái chỗ, những cái thời gian đấy á, ngay cả những trường học mà học sinh của họ mà cứ đi xuống đường, bất kể là biểu tình hay phản biểu tình nhé, kể cả phản biểu tình, không cần biết, anh cứ đi xuống mà tôi biết là anh đi xuống đường đấy là có vấn đề đấy, nhà trường người ta xử lý đấy. Thì ở cơ quan cũng thế, cơ quan thì là ông này là cuối cùng là phải nghỉ việc, người ta không đồng ý cho làm nữa, thế là phải nghỉ việc. Nghỉ việc về rồi các bạn biết làm gì không? Làm xe ôm không đắt, lơ chơ mà có mẹ già, khổ không? Thì như ông này thì hiểu ra được bài, và ông này thì chắc là ông cũng không thể chống cộng tới cùng được, bởi vì chống tới cùng thì để ông đi Mỹ mẹ ông ai nuôi, cho nên là không nuôi, nhà nước nuôi rồi nhưng mà không có người trông nom, mà đây lại là người có hiếu với mẹ, thế cho nên là cuối cùng là chấp nhận một cái cuộc sống là tôi không biết bây giờ ông làm gì. Chắc là về sau này thì hình như là rồi là bên cờ đỏ người ta giúp ấy, giúp cho đi làm cái gì đó ở một cái công ty tư nhân nào đó, đại loại thế. Và không, ông đấy biết rất rõ bộ mặt của các nhà tân dân chủ, biết rất là rõ, và ông ấy từ bỏ mặc dù cũng có rất nhiều điều chưa đồng ý, chưa ưng nhà nước Việt Nam. Nhưng mà thưa các bạn, chắc có một cái nhà nước nào mà được nhân dân ưng hết cả. Các bạn có thể tìm hiểu, cái này dễ mà, đơn giản mà. Tìm hiểu mấy nước cường quốc ấy, Mỹ này, Anh này, Nga này, Trung Quốc này, toàn nước to, nước giàu, Pháp này, đi từ nước văn minh sang đến nước độc tài, xem là có cái nước nào mà người dân là hoàn toàn ủng hộ nhà nước không? Chắc là không, đúng không? Cho nên nhà nước mình cũng thế, nhưng mà nhà nước mình cần phải cầu thị hơn, để làm sao cho người dân đừng có bức xúc nữa, để bức xúc quá rồi. Lắm lúc không phải là ai cũng đủ bình tĩnh, tôi cũng nói vậy thôi, gọi là chém gió thế thôi, chứ còn mình 60 mấy tuổi rồi, đương nhiên phải chín chắn hơn. Thì các em nó 40, 30, 50 cũng là em, thì vẫn đang còn sức lực trong người, nhiều năng lượng lắm, còn húng lắm. Thì nó sẽ khó. Khi mà nó có một cái gì đấy cảm thấy là không công bằng thì nó sẽ vùng lên. Nó sẽ vùng lên, chứ không kịp nghĩ. Chứ còn như tôi thì bây giờ là tôi nghĩ rất kỹ. Tại sao họ lại như vậy? Tại sao lại như thế kia? À, cái việc này như thế. Và mình cũng phải nhanh nữa, cũng phải nhanh. Tức là phải, cái lúc ấy não phải vận hành lên rất là nhanh để tìm ra một cái phương án tốt nhất. Thì trong cái vụ việc vừa rồi cũng vậy. Tôi nghĩ rằng là kết thúc như thế khá là có hậu. Hy vọng rằng là những người trong cuộc đều trở thành hạnh phúc. Và hãy dành cho nhau hai chữ vị tha. Hãy dành cho nhau hai chữ vị tha. Tội đến đâu chịu đến đấy. Có pháp luật. Có pháp luật. Mình không thể thay trời hành đạo được. Mình không thể thay trời hành đạo được, đúng không cả nhà? Nhân nói đến đây thì nhắc lại Đức Thảo một tí. Tôi cứ nghĩ về Đức Thảo, tôi cũng nghĩ nhiều lắm. 20 mấy tuổi, rất là giỏi. Ông này là có cái khả năng chỉ huy của cái cấp phân đội ấy. Kiểu như là tôi nghĩ rằng ông ấy làm tiểu đoàn trưởng cũng rất tốt ấy. Nếu mà làm tiểu đoàn trưởng thì chỉ huy cũng rất tốt, phối hợp bọc lót này kia. Ông ấy có một cái cách chiến lược thì nó to quá, chiến thuật thì không phải, nhưng một cái trận đánh thì ông ấy có thể bố trí, ông đánh trận thế, tôi cho là rất là hay, được, dũng cảm, bình tĩnh. Và có một điều ấy, không kêu ca. Tôi có nói với ông là bố cứ đi đâu thì y rằng là cái đại đội đấy phải đánh nhau miết đi. Thế ông bảo đấy nó chỉ là cái sự trùng lập ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà tôi nghĩ không phải. Ông nào chăm ngoan
thì việc luôn đến. Ông ấy cứ kêu, ông ấy cứ không chịu làm, với lại ông làm không hiệu quả, không ai dám giao việc cả. Cho nên tội của ông Thảo là giỏi và chấp hành tốt. Có những cái người ta đối xử với ông ấy rất không công bằng, nhưng không biết kêu, cũng không biết phản ứng, cũng không bất mãn gì sất cả. Vừa mới đi ra, người ta bảo đi vào lại cũng đi vào, mà đang còn băn khoăn, nghe tiếng súng nổ một cái, lại thương anh em, chạy vội vào. Thì cái đấy nó là cái bản tính của mỗi con người. Mà cái đó thì có những người sinh ra đã là như vậy rồi. Còn những người mà không có thì phải rèn luyện. Chứ nếu như bây giờ theo một cái văn hóa mới, văn hóa tôi vẫn gọi là văn hóa Sâm Lăng, tức là khai phóng để chỉ cái chữ tôi thật là to, cái chữ tôi thật là to, chỉ có tôi thôi, cái gì cũng tôi, thì nó sẽ là khó, nó sẽ là một cái xã hội rất là khó, trở thành ích kỷ. Như cái thời của chúng tôi thì nó khổ, trong một cái hoàn cảnh điều kiện đất nước như thế cho nên kinh tế nó khó, nhưng mà họ đã đào tạo được những con người biết hy sinh, biết nhận về mình cái khó. Ngày đấy tôi thời còn đang thanh niên nhỉ, cũng không phải là thanh niên nhưng mà cũng chưa già lắm, cũng phải 20 mấy tuổi rồi, chắc là cũng cỡ hay là hơn tuổi ông Thảo một tí. Thì có cái bài hát này: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Tôi cũng thường hay hát cái bài hát đấy, và cũng thường lấy đó để răn mình trước những cái khi mà mình định so đo, mình định săn si. Không phải ai cũng sinh ra là đã gọi là một cái người hoàn thiện hay là tử tế, đều phải rèn luyện hết các bạn ạ. Nhiều lúc mình sân si lắm, muốn nói lắm, mẫu lắm này, rất muốn nói, rất là gì, nhưng mình suy nghĩ một tí, lửa đang cháy, mình đổ thêm dầu vào, nó chỉ có cháy to hơn lên thôi. Nhưng mà cái cách thức thì tôi thấy hay. Chia sẻ với các bạn, cái này có khi là cũng chả biết mấy đâu, vì là toàn đi xem mạng chứ có đọc báo, đọc chí gì đâu nhỉ. Ông Tô Ân Sô à, tôi là rất hay quên tên ấy. Hôm đó hồi lâu rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đọc thành Tổng thống Nguyễn Xuân Phúc. Tô Ân Sô ấy, cả nhà chờ em tí nhé. Đây rồi. Ngày 17 tháng 6 thì bác Trung tướng, bác ấy nói ở trên báo Tiền Phong ấy, rằng là vụ tấn công báo điện tử VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là loại tội phạm công nghệ cao tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý. Đấy, bác Sô nói thế đấy. Nói hôm 17 tháng 6. Hôm nay là 19. Một ngày sau là ngày 18 tháng 6. Thì bác lại nói thế này: chiều 18, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ GGOS. Những nghi phạm này đều nằm trong nước, cơ quan chức năng đang trong quá trình làm việc để có những bước tố tụng tiếp theo. Các bạn thấy không? Công an Việt Nam hơi bị giỏi đấy. Các bạn cứ tưởng là mình chỉ nhấn cái enter không ai biết, thế là nhầm. Người ta tìm được ấy, người ta giỏi lắm. Chị Yến ơi, nhà em có 6 chị em. Vừa rồi vụ cô Hằng Đại Nam chia làm hai phe. Em về phe cô Hằng, thằng em lại phản đối cô Hằng, cãi nhau bất phân thắng bại. Theo chị Yến, cô Hằng là người tốt. Chị Yến nói rồi, cái gì thôi, cái gì cũng vậy, đủ thôi là được. Cái gì cũng thế, đủ thôi. Và ví dụ như là các cái thứ mà Hải Yến đăng ở trên kênh này thì đều phải xem cái bình luận. Nếu mà cái bình luận của các bạn tích cực thì Hải Yến thấy rằng là mình đang làm đúng.
Còn nếu như mà cái ý kiến của các bạn mà nó dẫn đến cái tiêu cực, phẫn uất, thì Hải Yến nghĩ rằng mình phải xem lại. Có hai cái, có hai cái video đưa lên mà Hải Yến phải theo dõi rất là chặt chẽ, và sau đó thì tự thấy rằng là mình đã làm đúng. Cái thứ nhất là cái tháng 3 gãy súng. Cái tháng 3 gãy súng là của một ông cựu ngụy đấy, viết đấy. Hải Yến đọc thì thấy rằng là được. Và chỉ có một vài cái đoạn các bạn đã đọc rồi thì thấy rằng là Hải Yến có biên tập lại một chút, và cũng có lược đi một tẹo, không đáng bao nhiêu, vẫn giữ nguyên 99.3% đấy. Đấy, thì cái đấy. Và khi đọc lên thì khi mà xem thì để các bạn nhìn vấn đề từ góc bên kia, phía bên kia, nhìn rõ những con người bên kia nó như thế nào. Và nếu như mà khi mà đọc lên ấy, mà các bạn vào xem, các bạn bảo ôi Việt Nam Cộng Hòa ơi hay quá, ui ôi lính Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm quá, lý tưởng quá, như này mà lại không may mà thua này kia. Nhưng mà các bạn xem thì đều có một cái là trước đây thì nghĩ rằng là ui phía mình phải nói mình tốt, mà mình phải nói cái đối thủ của mình là không tốt, cho nên rằng là nghĩ rằng là nó có xấu, nó xấu vừa vừa thôi, không đến mức quá xấu. Bây giờ xem cái bài của ông Ngụy, ông viết về ông ấy, thế các bạn bảo hóa ra là mình toàn tuyên truyền nó hay thế cơ mà. Thế là cái đấy của Hải Yến là không chuẩn. Nhưng thực ra không phải là Hải Yến chuẩn, mà là cái vấn đề là cái sự thật nó thuộc về chúng mình. Cho nên ông Huy không thể viết khác được. Và ông Huy, ông ấy đã nói những cái điều giống như cái bức tranh ấy. Mình đã vẽ toàn bộ cái phần tươi tốt, cái phần ấy rồi, thì ông ấy đưa vào cái phần tối. Mà các bạn biết không, một cái bức tranh vẽ nó phải có nhiều màu. Nhưng dù nhiều màu, dù là nhiều màu xanh đỏ tím vàng cái gì không biết, nhưng nó còn phải có tâm nữa. Tức là nó phải có khoảng tối khoảng sáng thì nó mới có tạo được cái độ sâu của cái bức tranh, nó mới lên khối lên hình được. Thì chính cái tháng 3 gãy súng của ông Huy là như thế. Cái video thứ hai mà Yến rất là lo lắng ấy, đấy chính là cái Biển Đông mà ông tiến sĩ gì ông ấy nói, và chỉ trong mấy ngày thôi lên hàng triệu đấy. Thế mà các bạn biết không, cái video ấy của Hải Yến là bị hack đấy, bị mọi người vào, mình mất quyền kiểm soát như VOV ấy, mất tiếng. Cái bạn mà ấy kênh của mình ấy, thì bạn ấy nói rằng là con vào con xem kênh của cô thì con lại thấy con quý cô quá, từ đấy lại xem kênh của mình. Thế nhưng mà Hải Yến cũng được fan đấy, mất khoảng hơn tiếng. Các kênh khác người ta đều đăng, mà người ta đăng người ta còn không biên tập. Kênh của mình còn biên tập đàng hoàng, mà đọc comment thì đều là rất là tích cực. Mọi người đều là chung lòng, đồng lòng với nhà nước Việt Nam và ủng hộ cái chính sách. Họ hiểu rõ hơn về cái chính sách của mình. Vậy tại sao lại xóa đi? Xóa như thế là xóa là phản động, chứ không phải là ấy đâu. Thế nhưng mà may quá được cái cháu hacker vào xóa xong lại thấy nhà cô hay quá, thế là thôi lại tha cho cô. Cả nhà thấy em may không? May thế là được rồi. Thế bây giờ Hải Yến tạm biệt mọi người nhé. Kể đúng chuyện vui cuối cùng đúng không? Đấy thì cái video đấy các bạn thấy không? Người ta comment rất là tích cực. Và như vậy là hầu như sản phẩm mình đưa lên ấy, thì đều đem đến được cho mọi người cái tư duy tích cực. Và có lẽ là mọi người cũng chả thích lắm. Bây giờ xem xong rồi mọi người ôi hôm nay cái tỷ lệ like với cả xem cao thế nhở. Cảm ơn mọi người nhé. Bây giờ cả nhà còn ai chưa like thì like nốt cho Hải Yến đi. Xong rồi nhớ cái gì nhở, chia sẻ giúp nhá, chia sẻ này, giới thiệu này, rồi vân vân này. Không có ế quá, ế không cũng không sao đâu, nhưng mà xấu hổ các em nó lên nó like thế nào mà mấy trăm ngàn với mấy chục ngàn ấy, mà mình thì chỉ được có mấy trăm người thế này. Nhưng cả nhà phải làm nào giúp Hải Yến với chứ, cứ thế này buồn quá cơ.
Win-Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.